À, mình xin chào quý anh chị nha. Hôm qua mình có việc rồi mình không có quay. Mưa gió rồi cũng hơi ế nên không quay. Hôm qua mình lấy 5 tờ. Đó mà 4 tờ là 44 nè. Nè anh chị, hôm qua em lấy là 43 chứ. Nè 43 nè. Em trúng nè 1 tờ nè. Nè hơi tờ 3 tờ hết nha anh chị. Nè nè. Hơi tờ nè, tại 43 nữa nè. 43 ha. À, này nè, đây 43 nữa nè anh chị. Đó, hôm qua em lấy là 4 tờ 43. Đó. 43 là ngày 3 tháng 12 chủ nhật nha anh chị. Ngày 3 tháng 12 chủ nhật. Đó, này. Đây này anh chị công tâm nè. Này. Đó, ngày 3 tháng 12 nha, công tâm 43 em lấy, hôm qua em trúng được 4 tờ nha anh chị. Bữa nay em định lấy là mấy số này của Yên nè. Em định lấy em lấy là 4 số. Đó, 4 số khác nhau. Đó. Hôm qua em thích cái con số 43 à, do em có tuổi em 43 nha anh chị. Hôm nay 43 đó rồi thì em lấy hôm qua em lấy 20 nè, 67 nè, 48 và tôm lam đó. Rồi thì ở đây là 48 lấy rầu nè, tôm lam lấy rầu nè, 67 lấy rầu nè. À, 02 là chưa lấy 20 à, lấy 20 mà 02 chưa lấy. Rồi bây giờ em lấy luôn cái con này 02 này anh chị. Đó, của Yên này. Em sẽ lấy con 02 20 em lấy rồi 02 này. Đó, thứ hai ngày 4 tháng 12 2023 nha anh chị. Đó nè, còn sớm này em sao mà em chưa có đưa ra mưa nữa. Đó. Phú Yên ngày 4 tháng 12 2023 là 02 này. Yên Tư này. Tâm Lam này. Bông Tóm này. Đó. Sau Bãi này. 53 này. 39 này. 20 này. 11 này. 06 này. 606 này. 38 606 là thì Thiên Quế nha anh chị, đây Thiên Quế nha. Đó, 42. Đó, số này ít nha anh chị. Đó, nó tới chủ nhật công tâm nó đưa hơi nhiều, là lấy đưa hơi nhiều xíu. Công tâm vừa quan ngại quan trị hơi nhiều. Còn Phú Yên Khánh Hòa rồi đây. Đưa ít lắm nha anh chị. Đó. Cắt lét rồi đó đưa ít lắm. Rồi bây giờ em sẽ lấy nè. Lấy tại 42 nè. Em lấy tại 42 giữ lại nha anh chị, 42 nè. 06 nè, 11 nè. Đó, 02 nè, 94 nè. 53 và 39. Rồi em lấy hết mẫu thứ mô tả nha anh chị. Rồi, rồi đem lấy nha. Nhân video cho em lấy dễ hơn. Rồi bây giờ em lấy rồi nha anh chị. Đó, hôm nay hôm qua trúng 4 tờ đó thì giờ em lấy rồi đó, em lấy một tờ này tôm lam nè. Bông tóm nè. 20 nè. 67 nè, 4 tờ. Ở đây em lấy hồi nãy em tạm dừng video em lấy thêm nè. À, em lấy 06 nè. À, em lấy 42 nè. Lấy 11 nè. Quế là 06 nha anh chị. Lấy luôn 39 nè. Lấy 53 nữa nè. Lấy 94 nè. Rồi lấy 02 luôn nè. Hôm qua là em có bón một sắp rồi nha anh chị, hôm qua có bón một sắp nha. Đó, cho nên là tất cả hay là em lấy 11 tờ hay chứ. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 nè. 11 tờ nè anh chị. Rồi em lấy 11 tờ nè. Trong ông bà ngó nghỉ phù hộ nè. Đó. Phật trời phù hộ cho em chiều nay em trúng nha anh chị. Đó, em lấy 11 tờ nha anh chị. Đó, nếu mà trúng không trúng thì em cũng quay lại em đưa cho anh chị mình xem thử, dò em dò thử cho anh chị mình xem thử trúng không nha anh chị. Rồi. Đó. Chiều nay em dò nghe chặt trúng thì em cũng dò, dò cho anh quý vị mình xem. Đó. Trúng chặt gì cũng dò hay, cũng soi hay. Đó.
trúng xuống mình đâu có ăn trợ miếng cáp gì đâu mình sợ nha anh chị. Rồi xin cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Anh chị nào mua số thì điện thoại cho em nghe 0968 6742, em giữ số cho anh chị Zalo. Cái bọn có gì em giữ số cho anh chị và anh chị lấy trước giờ giữ số nha anh chị. Đó, 5 giờ anh chị lấy trước 5 giờ nha anh chị. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Đó, chúc anh chị may mắn phát lộc phát tài nha. Số điện thoại của em 0968 6742. Em bán ở đầu 2 Thông Bình, xã Tân Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nha anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha.